đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời toàn năng về việc mưu cầu lẽ thật. Mưu cầu lẽ thật là gì? 15. Hiện nay, những tai ương ngày càng trầm trọng. Không những bệnh dịch tiếp tục lan rộng, mà nạn đói cũng ập xuống nhân loại. Chiến tranh đã nổ ra ở một số khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới lâm vào cảnh hỗn loạn. Đã có một sự mất đoàn kết lan rộng. Lời Đức Chúa Trời từng phán: chiến hỏa rợp trời, khói đạn ngập đất, khí trời nóng lên, khí hậu thay đổi, một trận ôn dịch sẽ hoành hành, và dự đoán này được ứng nghiệm rồi. Một bệnh dịch đang lây lan, không hề suy giảm, và những người ngoại đạo đang sống trong cảnh khốn cùng. Ngày sau tệ hơn ngày trước, năm sau tệ hơn năm trước, và họ đã rơi vào thảm họa rồi. Tất cả đều muốn thoát khỏi nỗi khổ này, cũng như thoát khỏi những tháng ngày tai ương. Ai cũng hy vọng chính phủ sẽ giải cứu mình và cứu thoát mình khỏi tai ương. Nhưng chính phủ như lâu đài cát bị sóng đánh, bất lực và không thể tự cứu mình, chứ đừng nói đến cứu bất kỳ ai khác. Chính phủ có thể sụp đổ và diệt vong bất kỳ lúc nào. Đó là điều không thể tránh khỏi. Các người đã thấy tất cả những gì những người ngoại đạo đang trải qua. Họ thực sự đang khổ sở. Cuộc sống của các người hiện tại thế nào? Chẳng phải các người ổn hơn họ nhiều sao? Thưa, phải. Các người ổn hơn như thế nào? Thưa, chúng con vẫn có thể cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật. Chúng con vẫn có thể thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời và mưu cầu lối vào sự sống. Lòng chúng con bình an và không lo âu. Chúng con ổn hơn nhiều so với những người ngoại đạo. Ít nhất, những người tin vào Đức Chúa Trời ổn hơn những người ngoại đạo bởi vì họ có điều gì đó để dựa vào. Họ tin vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Họ tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và họ tin vào sự sắp đặt, an bài của Đức Chúa Trời. Bởi vì họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời và thực sự tin tưởng Ngài, nên họ có một điều có thật để dựa vào và có cảm giác an toàn. Những người thành tâm tin Đức Chúa Trời sẽ cảm giác có sự nương tựa thực sự trong lòng, cũng như cảm giác an toàn, bình an và vui vẻ, bất kể hoàn cảnh tổng thể ngoài kia có nguy hiểm hay hỗn loạn đến đâu. Vì vậy, dù họ trải qua hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh bên ngoài thay đổi ra sao, dù có chuyện gì xảy ra, dù có thảm họa, chiến tranh hay dịch bệnh, và dù đó là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, thì một người thành tâm tin Đức Chúa Trời đều có thể cống hiến hết mình cho việc thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, ăn uống lời Đức Chúa Trời, trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và mưu cầu đạt được lẽ thật. Bởi vì họ đi theo Đức Chúa Trời và tránh xa các trào lưu thế tục, điều này vẫn không hề thay đổi. Điều quan trọng nhất và mục tiêu quan trọng nhất các người phải mưu cầu trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời không được thay đổi. Và đó chính là mưu cầu lẽ thật, làm tròn bổn phận của mình và làm chứng tốt đẹp cho Đức Chúa Trời. Đây là điều tuyệt đối không thể thay đổi. Bất kể thế giới thay đổi ra sao, bất kể những thế lực của Satan đấu đá, ẩu đả như thế nào, bất kể xã hội và thế giới này trở nên hỗn loạn đến đâu, thì những vấn đề về thực chất như sự mê hoặc, làm bại hoại
trói buộc và kiểm soát loài người của Satan vẫn không thay đổi. Điều đó có nghĩa là những tà thuyết và ngụy biện khác nhau mà Satan tiêm nhiễm vào con người, cũng như tất cả những tư tưởng và câu nói chống đối Đức Chúa Trời và trái với quy luật, phép tắc về sự tạo dựng loài người và vạn vật của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi. Một mặt, những thứ này của Satan không thay đổi. Mặt khác, cho dù tình trạng và cấu trúc của thế giới này có thay đổi ra sao, thì những tà thuyết và ngụy biện mà Satan đã gieo sâu vào lòng người vẫn không được loại bỏ. Không phải vì thế giới đang ở trong tình trạng hỗn loạn hay vì Satan hiện đang trong tình trạng tồi tệ và bất lực trong việc kiểm soát thế giới mà những tà thuyết và ngụy biện nó dùng để mê hoặc và làm bại hoại con người đã phai nhạt trong lòng người. Không phải vậy. Những tà thuyết và ngụy biện của Satan vẫn tồn tại trong lòng người và không ai có thể xua tan chúng. Ngay từ khi Satan bắt đầu làm nhân loại bại hoại, thì những tà thuyết và ngụy biện của Satan đã dần dần được gieo sâu vào tư tưởng và tâm linh của mỗi con người thọ tạo. Những thứ này vẫn hoàn toàn không thay đổi trong tư tưởng và tâm linh con người cho đến ngày nay. Thậm chí, sau khi Đức Chúa Trời đã thực hiện nhiều năm công tác và cung cấp cho con người rất nhiều lẽ thật, thì con người vẫn không thể phân định được những tư tưởng, quan điểm và câu nói khác nhau mà Satan đã tiêm nhiễm vào họ, chứ đừng nói đến chuyện chủ động và không bị ảnh hưởng từ các yếu tố, hoàn cảnh mà phân định hoặc loại bỏ chúng ra khỏi lòng họ. Họ cũng không thể chủ động loại bỏ được những tư tưởng và câu nói khác nhau mà Satan đã tiêm nhiễm vào họ, ngay cả khi có sự cung cấp và hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời. Mặc dù ban đầu con người bị Satan làm bại hoại một cách bị động, nhưng trong suốt quá trình Satan làm bại hoại nhân loại, con người đã bắt đầu sống theo tâm tính của Satan và nhìn nhận mọi sự theo tư tưởng và quan điểm của Satan. Dần dần, con người ngày càng chủ động hợp tác với Satan và ngày càng chủ động phản nghịch Đức Chúa Trời, rời xa Đức Chúa Trời và từ bỏ Đức Chúa Trời, cho đến khi cuối cùng họ bị Satan kiểm soát hoàn toàn. Khi những tư tưởng, quan điểm tà ác và phi lý của Satan hoàn toàn thấm nhuần vào con người, họ hoàn toàn bị Satan giam hãm và trở thành nô lệ của nó, hay nói chính xác hơn, họ trở thành hóa thân của Satan. Khi đó, con người đã hoàn toàn sống thể hiện ra tâm tính của Satan. Họ không chỉ đang sống theo triết lý và hệ tư tưởng của Satan, mà những quan điểm khác nhau do Satan tiêm nhiễm cũng đã trở thành bản tính của họ. Nói chính xác hơn, con người không chỉ sống thể hiện ra hình tượng của Satan, mà còn đang sống đích thị như Satan, như ma quỷ. Khi điều này xảy ra, con người không còn bị Satan làm bại hoại, ảnh hưởng, mê hoặc hay kiểm soát một cách bị động nữa, mà họ đang hoàn toàn đứng về phía Satan để chống đối Đức Chúa Trời. Khi con người bị làm bại hoại đến mức này, có thể nói họ đã trở thành phát ngôn cho Satan và là hóa thân của nó. Để Đức Chúa Trời cứu rỗi một loài thọ tạo là phát ngôn và hóa thân của Satan, thì ngoài việc cung cấp lẽ thật và phơi bày đủ loại tâm tính bại hoại và hành động phản nghịch Đức Chúa Trời của con người, thì quan trọng hơn là phải đào xới và mổ xẻ những tư tưởng, quan điểm
và câu nói giống như của Sa-tan mà con người bám giữ sâu trong lòng. Con người và Sa-tan có chung những tư tưởng, quan điểm và câu nói. Sa-tan sống theo những thứ này và tương tự như vậy, bởi vì con người đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc nên họ cũng tự nhiên sống theo những thứ này. Chính bởi vì con người sống theo những thứ này và bị ảnh hưởng, dao động, chi phối bởi những quan điểm này, nên ngay cả sau khi con người hiểu được một phần lẽ thật và biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, họ vẫn không thể lấy cơ sở là niềm tin vào Đức Chúa Trời để phủ phục trước Ngài hoặc hoàn toàn quy phục Ngài, cũng như không thể thờ phượng Ngài với tấm lòng trung thực. Sở dĩ con người không thể đạt đến mức thờ phượng Đức Chúa Trời với tấm lòng trung thực là vì sâu thẳm trong lòng và trong tư tưởng của mình, họ vẫn bị chiếm hữu và kiểm soát bởi những tư tưởng và quan điểm khác nhau của Sa-tan. Đây là lý do tại sao khi con người đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời và được chinh phục, mặc dù họ có thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời làm sự sống, nhưng họ vẫn không thể hoàn toàn từ bỏ những tà thuyết và ngụy biện khác nhau của Sa-tan. Họ vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi quyền lực của bóng tối và đi đến chỗ thực sự vân phục Đức Chúa Trời hay thờ phượng Ngài. Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi nhân loại, thì một mặt Ngài phải bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm thanh sạch tâm tính bại hoại của con người, làm cho con người hiểu được lẽ thật, đi đến chỗ biết Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài, dạy con người cách hành xử và cách đi đúng đường, cũng như cho con người biết cách thực hành lẽ thật, cách làm tròn bổn phận của mình và cách bước vào thực tế lẽ thật. Mặt khác, Ngài phải vạch trần những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan, vạch trần và mổ xẻ những tà thuyết, ngụy biện khác nhau mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người, để con người có thể nhận diện chúng. Khi đó, con người mới có thể loại bỏ được những thứ của Sa-tan này khỏi lòng mình, trở nên tinh sạch và đạt được sự cứu rỗi. Bằng cách này, con người sẽ hiểu lẽ thật là gì và họ cũng sẽ có thể phân định được tâm tính của Sa-tan, bản tính của Sa-tan cùng những tà thuyết và ngụy biện của nó. Khi con người thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và có đức tin để đi theo Đức Chúa Trời, họ sẽ có thể nhìn thấy sự xấu xí của Sa-tan trong thâm tâm mình và thực sự từ bỏ nó. Khi đó, tấm lòng của những người này có thể hoàn toàn quay về với Đức Chúa Trời. Ít nhất, khi lòng người bắt đầu quay trở lại với Đức Chúa Trời nhưng vẫn chưa hoàn toàn, tức là khi lòng họ chưa được lẽ thật chiếm hữu và chưa được Đức Chúa Trời đạt được, thì trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, họ cũng sẽ căn cứ vào lời Đức Chúa Trời để phân định, mổ xẻ và nhìn thấu mọi câu nói mà Sa-tan tiềm nhiễm vào con người và cuối cùng đi đến chỗ từ bỏ Sa-tan. Theo cách này, địa vị của Sa-tan trong lòng người sẽ ngày càng thu hẹp cho đến khi bị xóa sạch hoàn toàn. Nó sẽ được thay thế bằng lời Đức Chúa Trời, những lời dạy dỗ Đức Chúa Trời ban cho con người, các nguyên tắc lẽ thật do Đức Chúa Trời cung cấp, vân vân. Sự sống có sự tích cực và lẽ thật này sẽ dần dần bén rễ trong con người và chiếm vị trí quan trọng nhất trong tâm linh họ. Kết quả là Đức Chúa Trời sẽ ngự trị trong lòng người. Nghĩa là khi những tư tưởng, quan điểm, tà thuyết và ngụy biện khác nhau mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người bị phân định
và nhìn thấu khiến con người khinh miệt và từ bỏ chúng, thì lẽ thật sẽ dần chiếm lĩnh lòng người. Lẽ thật sẽ dần trở thành sự sống của con người, và họ sẽ chủ động vâng phục cũng như đi theo Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời làm việc và dẫn dắt như thế nào, con người cũng sẽ có thể chủ động tiếp nhận lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, đồng thời quy phục công tác của Ngài. Hơn nữa, thông qua trải nghiệm này, họ sẽ chủ động phấn đấu vì lẽ thật và hiểu lẽ thật. Đây là cách con người hình thành đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời, và khi lẽ thật ngày càng trở nên rõ ràng đối với họ, thì đức tin của họ sẽ ngày càng lớn mạnh. Khi con người có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời, thì trong họ cũng sẽ nảy sinh sự kính sợ Đức Chúa Trời. Khi con người kính sợ Đức Chúa Trời, thì trong sâu thẳm lòng mình, họ khao khát có được Đức Chúa Trời và sẵn sàng quy phục sự tể trị của Ngài. Họ quy phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, cũng như quy phục những kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho vận mệnh của họ. Họ quy phục mọi ngày và mọi hoàn cảnh đặc biệt Đức Chúa Trời sắp đặt cho họ. Khi con người có dạng ý nguyện và khát khao này, họ cũng sẽ chủ động tiếp nhận và quy phục những yêu cầu Đức Chúa Trời đặt ra cho họ. Khi kết quả của việc này trở nên ngày càng rõ hơn trong con người và ngày càng chân thực hơn, thì những câu nói, tư tưởng và quan điểm của Satan sẽ mất tác dụng trong lòng người. Nói cách khác, những câu nói, tư tưởng và quan điểm của Satan sẽ ngày càng ít kiểm soát và ảnh hưởng đến con người. Sau một thời gian đấu tranh và sau một thời gian con người chủ động phối hợp cũng như quyết tâm quy phục Đức Chúa Trời, họ sẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc và kiểm soát của Satan. Khi đạt đến trình độ này, con người sẽ thoát khỏi quyền lực của Satan. Họ sẽ hoàn toàn từ bỏ những câu nói, tư tưởng và quan điểm mà Satan dùng để mê hoặc họ, và đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời sẽ ngày càng mạnh mẽ. Tất nhiên, hiệu quả này một mặt phụ thuộc vào lời và công tác của Đức Chúa Trời, mặt khác và thậm chí quan trọng hơn nữa là phụ thuộc vào sự mưu cầu và phối hợp của con người. Nếu người ta lắng nghe lẽ thật và các bài giảng rất nhiều, nhưng vẫn không nhận thức được những tư tưởng, quan điểm của Satan, và không đi đến chỗ xem thường những thứ này, và nếu người ta không muốn chủ động phân định, nhìn thấu và từ bỏ những thứ của Satan này, mà thay vào đó tiếp cận thụ động hoặc phớt lờ chúng, thì những tư tưởng, quan điểm khác nhau của Satan vẫn cứ thầm cằn cố đế trong họ. Trong cuộc sống thường nhật và trong suốt con đường nhân sinh, dù không muốn, nhưng họ vẫn bị ảnh hưởng và kiểm soát bởi những tư tưởng, quan điểm khác nhau của Satan và quan điểm của họ về con người và sự việc, cũng như cách hành xử và hành động của họ vẫn sẽ bắt nguồn từ Satan. Nếu tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Satan, thì niềm tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời chỉ là việc thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, chứ không phải là đức tin thực sự. Và ngươi sẽ không bao giờ thực sự thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, lòng ngươi sẽ không chủ động hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ không thể hướng lòng quay lại với Đức Chúa Trời. Có thể nói, ngươi không thể thực sự trung thành chút nào với bổn phận và nghĩa vụ Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi, và ngươi không thể thực sự kính sợ Đức Chúa Trời, lại càng không thể thực sự vâng phục Ngài.
Nếu người không đạt được những điều này, kết quả hiển nhiên sẽ là gì? Người sẽ không được cứu rỗi. Đây có phải là điều sẽ xảy ra không? Đây là điều sẽ xảy ra. Rõ ràng là những tư tưởng, quan điểm và quan niệm mà Satan dùng để làm bại hoại con người và gieo sâu vào lòng họ là những thứ ngăn cản con người lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, tin vào lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận những điều tích cực, và chắc chắn là chúng ngăn cản họ tiếp nhận lẽ thật, bước vào lẽ thật. Nhìn bề ngoài, những thứ này khác với tâm tính bại hoại của con người. Tuy nhiên, thực chất của những thứ này là một phần bản tính của Satan, và chúng là những thứ Satan dùng để làm bại hoại con người. Nhìn từ bên ngoài, có một sự khác biệt rõ ràng giữa những việc ác làm bại hoại nhân loại của Satan và sự giả hình của nó. Một sự khác biệt mà người bình thường rất khó phân định. Tuy nhiên, hậu quả của việc Satan mê hoặc và làm bại hoại con người là vô cùng rõ ràng. Một thực tế rõ ràng là nó đã khiến toàn bộ phần đông xã hội chối bỏ, chống đối và thậm chí đối nghịch với Đức Chúa Trời. Tâm tính Satan bên trong con người hoàn toàn là hậu quả của việc Satan mê hoặc và làm bại hoại họ. Hơn nữa, các tà thuyết, ngụy biện, triết học và phép tắc khác nhau của Satan mà con người tuân giữ, cũng như nhân sinh quan và giá trị quan của họ, đều là những biểu hiện cụ thể của việc Satan mê hoặc và làm bại hoại họ. Nói cách khác, sau khi Satan mê hoặc con người, khiến họ xa cách và chối bỏ Đức Chúa Trời, nó đã làm thấm nhuần vào họ đủ loại tư tưởng, quan điểm, tà thuyết và ngụy biện của nó. Hơn nữa, Satan còn công khai truyền bá rất nhiều câu nói, bao gồm đủ loại quan niệm, quan điểm và câu nói giáo hóa, xúi dục con người về cách tiếp cận mọi sự và khiến họ tiếp nhận tất cả những điều này. Kết quả là trong họ sản sinh những tâm tính Satan bại hoại khác nhau. Đây là phương thức mà Satan sử dụng để làm bại hoại con người. Nghĩa là khi có sự trống rỗng trong sâu thẳm tâm hồn con người, khi họ không suy nghĩ đúng đắn và khi họ là một chiếc thùng rỗng, thì những câu nói khác nhau của Satan sẽ đi vào lòng họ và động lại. Ví dụ, khi những câu nói như "chẳng hề có đấng cứu thế", "trời đất muôn vật tự nhiên mà có", "xả thân vì bạn bè", "phụ nữ phải hiền lương thục đức", "nam nhân phải làm nam tử hán đại trượng phu", vân vân, được đưa ra, con người bất chi bất giác bị ảnh hưởng bởi chúng. Không nhận thức được về những thế lực tà ác, tà thuyết và ngụy biện này, cũng không có khả năng phân định chúng hoặc sức mạnh để chống lại chúng, con người tiếp nhận đủ loại tư tưởng và quan điểm từ Satan. Quá trình con người tiếp nhận những tư tưởng và quan điểm Satan này cũng chính là quá trình con người bị mê hoặc, xúi dục và làm bại hoại. Chẳng hạn, nếu người là một phụ nữ mà không biết phụ nữ nên sống sao cho đúng và những việc phụ nữ nên làm là gì, thì Satan sẽ đưa ra những tà thuyết và ngụy biện của nó như phụ nữ phải hiền lương thục đức, sống mãi trong khuê cát, không ra cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ, nữ nhân không tài chính là đức, vân vân. Người cho rằng những câu nói này nghe có vẻ khá cao đẹp và tốt đẹp nên người tiếp nhận chúng. Khi những tà thuyết và ngụy biện này được lưu truyền trong xã hội và nhân gian,
là một phụ nữ, người sẽ vô thức tiếp nhận chúng và khắt khe đòi hỏi bản thân phải sống theo những câu nói này. Trước hết, người sẽ soi mình vào đó, tin rằng mình là phụ nữ thì phải hiền lương thục đức, sống mãi trong khuê cát, là một người phụ nữ không tài chính là đức, vân vân. Trong suốt quá trình này, người sẽ dần dần bị xúi dục, nhồi sọ và ảnh hưởng bởi những câu nói, tư tưởng và quan điểm đang lưu truyền trong xã hội, và cuối cùng đến mức bị đồng hóa với chúng. Cụ thể hơn, sau khi bị mê hoặc bởi những tư tưởng, quan điểm của Satan, người sẽ bị chúng chối buộc và kiểm soát, để rồi trong thâm tâm, người sẽ vô thức căn cứ vào chúng mà đưa ra những đòi hỏi với bản thân và nhìn nhận người khác. Từ đó, trong cuộc sống hàng ngày, những tư tưởng và câu nói này sẽ hình thành nên tư tưởng và quan điểm trong thâm tâm ngươi. Sau đó, ngươi sẽ dùng chúng làm tiêu chí và cơ sở cho cách hành động và đối xử với mọi người của mình. Đây là cách những tư tưởng và quan điểm khác nhau của Satan dần dần trở thành thông lệ chung trong xã hội và đại chúng. Khi thông lệ này ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội và số người bị nó xúi dục, đồng hóa ngày càng nhiều, thì nó trở thành một loại thế lực. Khi thế lực này được hình thành, nhân loại hoàn toàn bị giam hãm và kiểm soát bởi những tư tưởng, quan điểm này, hay nói cách khác là bị chúng chiếm hữu. Nói chính xác hơn, con người đã bị Satan bắt giữ. Ví dụ, trong thế giới của Satan, nam nhân phải làm nam tử hán đại trượng phu, có khí khái và khoáng đạt. Đàn ông phải chí tại bốn phương, có lý tưởng lớn và tinh thần bất khuất. Đàn ông phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đàn ông phải học cách cầm quyền, kiểm soát cục diện, kiểm soát thế giới. Đàn ông không dễ rơi nước mắt, vân vân. Người đàn ông nào cũng bị ràng buộc bởi những yêu cầu, tư tưởng và quan điểm này cả đời. Đàn ông cũng như phụ nữ đều bị hạn chế và ràng buộc bởi muôn vàn câu nói của văn hóa truyền thống. Nếu đàn ông không biết đàn ông nên hành động như thế nào hoặc làm thế nào để khẳng định bản thân trong cộng đồng, xã hội hoặc đất nước mình, thì khi nghe thấy những tư tưởng và quan điểm này, họ sẽ vô thức tiếp nhận. Họ sẽ dần trở nên quen với chúng cho đến khi lấy chúng làm tiêu chí và cơ sở để đưa ra những đòi hỏi khắt khe cho bản thân mình. Hơn nữa, họ sẽ đưa những tư tưởng, quan điểm này vào thực hành, trải nghiệm việc trở thành một người như vậy trong thực tế và sau đó làm gương bằng cách nỗ lực đạt được những mục tiêu này. Chẳng hạn như đàn ông phải chí tại bốn phương, làm nên đại sự và có sự nghiệp lớn. Họ không nên có những mối quan hệ tình cảm, cũng như không được coi việc phụng dưỡng cha mẹ hoặc nuôi dạy con cái là trách nhiệm hay mục tiêu cả đời của mình. Thay vào đó, họ phải mở rộng tầm nhìn, theo đuổi hoài bão lớn, học cách kiểm soát cục diện và thậm chí nắm quyền kiểm soát nhân loại và phụ nữ. Một mặt, con người đã tiếp nhận những tư tưởng, quan điểm này, đồng thời đã và đang thực hành, cũng như trải nghiệm chúng trong cuộc sống, đồng thời mưu cầu những mục tiêu chúng đòi hỏi. Mặt khác, khi những tư tưởng, quan điểm này đã hình thành và bén rễ sâu trong lòng người, họ sẽ nhìn nhận nhân loại, xã hội và toàn thế giới thông qua chúng.
Khi chúng bén rễ trong lòng một người đàn ông thâm căn cố đế đến mức không thể nhổ bỏ, thì người đó sẽ nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo những tư tưởng và quan điểm như phải làm nam tử hán đại trượng phu, phải có khí khái nam tử hán, vân vân. Đây là nguồn gốc và căn nguyên hình thành nên thế giới quan và nhân sinh quan của đàn ông. Khi đàn ông nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo những tư tưởng và quan điểm bị Satan tiêm nhiễm, thì những tư tưởng và quan điểm này vô hình chung lan truyền trong nhân loại và xã hội, dần dần thâm nhập vào lòng mỗi người, không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ. Khi những điều này ăn sâu vào lòng mỗi người và thậm chí đã bị tiêm nhiễm vào lòng những đứa trẻ mới đang tập nói, thì những tư tưởng, quan điểm này đã trở thành thông lệ chung trong đại chúng và xã hội. Thông lệ này sẽ lan truyền ngày càng nhanh và trở nên ngày càng rộng khắp, cho đến khi hết thảy mọi người đều biết đến, tiếp nhận và chấp nhận 100%. Khi mọi sự đã tiến triển đến mức độ này, thì các nhà xã hội học, chính trị gia và nguyên thủ quốc gia, hay chính xác hơn là những ma vương đi theo Satan, sẽ còn làm hơn thế nữa để củng cố vị thế mà những tư tưởng, câu nói này nắm giữ trong nhân loại. Họ sẽ ghi lại những điều này và truyền bá, cổ suý rộng rãi một cách hệ thống những câu nói này bằng cách sử dụng đủ loại bằng chứng gián tiếp, điều kiện thuận lợi, con người, sự việc và sự vật để những câu nói này sẽ lan rộng và phát triển trong nhân loại, hình thành nên một bầu không khí xã hội và quy tắc đạo đức cố định trong xã hội. Với quy tắc đạo đức này, họ sẽ kiểm soát và trói buộc con người. Lúc đó, mục đích của Satan sẽ đạt được. Khi Satan đạt được mục đích này, toàn thể nhân loại, cả đàn ông lẫn phụ nữ, sẽ đều bị những tư tưởng, quan điểm này mê hoặc, làm bại hoại và chiếm hữu. Khi nhân loại bị mê hoặc, làm bại hoại và chiếm hữu bởi những tư tưởng và quan điểm của Satan, các người có biết hậu quả sẽ ra sao không? Theo các người, tại sao Satan lại đưa ra những tư tưởng, câu nói, tà thuyết và ngụy biện này? Có phải nó chỉ đơn thuần để làm bại hoại nhân loại không? Có phải nó chỉ để đoạt lấy con người không? Tất cả những điều này nhắm vào ai? Thưa Đức Chúa Trời. Đúng vậy, điểm này các ngươi phải rõ. Trong tất cả những việc ác Satan làm, cụ thể là tất cả những việc Satan làm để mê hoặc, làm nhiễu loạn, kiểm soát và làm bại hoại nhân loại, thì con người chỉ là những vật phục vụ và công cụ. Họ chỉ là những vật chứa Satan dùng để phô diễn hết khả năng và kỹ năng của nó. Tất cả những việc Satan làm đều không nhắm vào con người mà là nhắm vào Đức Chúa Trời. Nó muốn đối kháng với Đức Chúa Trời và con người chỉ là vật chứa hoặc công cụ nó sử dụng để làm điều này. Vậy tại sao Satan lại muốn đối kháng với Đức Chúa Trời? Tại sao nó lại muốn làm bại hoại nhân loại như thế này? Đó là bởi Đức Chúa Trời đã tạo dựng nhân loại và muốn cứu rỗi nhân loại. Tại sao Satan không làm bại hoại động vật, thực vật hay người ngoài hành tinh? Bởi vì Đức Chúa Trời đâu có cố gắng cứu rỗi động vật, thực vật,
người ngoài hành tinh hay bất kỳ sinh vật nào khác ngoài con người. Đức Chúa Trời đang cố gắng cứu rỗi loài người Ngài đã tạo dựng trên mặt đất này. Ngài đang cố gắng đạt được nhóm người này trên trái đất. Họ là dạng người gì? Là một nhóm người đi theo Đức Chúa Trời và trung thành cho đến chết. Những người đồng tâm hợp ý với Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đây là dạng người Đức Chúa Trời muốn đạt được. Trước khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài để cứu rỗi và đạt được những người này, Satan cố gắng ra tay trước và làm bại hoại họ. Satan nói, hỡi Đức Chúa Trời, Ngài muốn cứu rỗi loài người sao? Vậy thì tôi sẽ làm bại hoại chúng trước. Khi con người bị làm bại hoại đến mức hoàn toàn là quỷ chứ không phải người nữa, thì Ngài sẽ không thể cứu rỗi họ được. Ngài sẽ không thành công đâu. Cuối cùng Ngài sẽ thất bại. Đây là mục đích của Satan. Quay trở lại câu hỏi trước đó của ta. Khi Satan làm bại hoại tâm tính con người, đồng thời đưa ra những tà thuyết và ngụy biện khác nhau cùng đủ loại tư tưởng, quan điểm để mê hoặc, làm tê liệt và kiểm soát tư tưởng, tâm linh của con người, thì mục đích của nó là gì? Các người không thể trả lời được, các người không hiểu. Mặc dù chính con người là đối tượng nó làm bại hoại và kiểm soát, nhưng khi làm mọi chuyện này, Satan không nhắm vào con người. Thay vào đó, tất cả đều nhắm vào Đức Chúa Trời. Mục tiêu hay hậu quả cuối cùng của việc Satan làm bại hoại con người là gì? Đó là đặt con người vào thế đối nghịch với Đức Chúa Trời. Khi con người trở nên hoàn toàn đối nghịch với Đức Chúa Trời và thành cừu địch của Ngài, thì Satan tin rằng âm mưu và những tính toán tư lợi của nó đã thành công và nó sẽ được con người trên trái đất tôn thờ, đi theo. Do đó, khi muôn vàn tư tưởng, câu nói, tà thuyết và ngụy biện của Satan thầm cằn cố đế vào thâm sâu tâm linh con người, họ sẽ không còn tin rằng có Đức Chúa Trời, không còn tiếp nhận sự sắp đặt và an bài hay quyền tối thượng của Ngài nữa. Con người sẽ hoàn toàn chối bỏ Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Satan nghĩ rằng làm bại hoại con người đến mức họ có thể chối bỏ Đức Chúa Trời là đủ. Tại sao? Bởi vì khi đó, những người Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi đã bị Satan bắt giữ và chiếm hữu hoàn toàn, tuyệt đối và đã hoàn toàn, tuyệt đối trở nên đối nghịch với Đức Chúa Trời. Đây là mục đích của Satan. Có phải trước đây các người chưa hề nghĩ về điều này không? Các người chẳng hiểu rõ. Mọi người nghĩ rằng Satan làm bại hoại con người để bắt giữ chúng ta, gài bẫy chúng ta, làm hại chúng ta, khiến cho chúng ta chết, đẩy chúng ta xuống địa ngục, ngăn cản chúng ta nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời và bước đi trên con đường nhân sinh đúng đắn. Satan khổ hại chúng ta. Một phần là thế, nhưng nó chỉ là một tác động khách quan sinh ra từ mọi việc Satan làm, chứ thực ra không phải là căn nguyên của mọi việc nó làm. Bây giờ các người đã hiểu được căn nguyên đó là gì chưa? Nói ta nghe, tại sao Satan lại mê hoặc, kiểm soát và giam hãm tâm trí con người? Thưa, mọi việc Satan làm đều nhắm vào Đức Chúa Trời và căn nguyên là muốn khiến toàn thể nhân loại đối kháng với Đức Chúa Trời. Còn gì nữa không? Thưa,
Vì Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi nhân loại, nên Satan muốn làm bại hoại họ, khiến họ chống lại Đức Chúa Trời, để họ không thể tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Satan muốn phá hủy kế hoạch quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Satan tiêm nhiễm vào con người đủ loại tà thuyết và ngụy biện, và khi những tư tưởng, quan điểm, tà thuyết và ngụy biện sai lầm này thâm căn cố đế trong tâm linh con người, chúng sẽ kiểm soát và giam hãm tư tưởng của họ. Điều này dẫn đến một tình huống cụ thể. Dạng tình huống gì? Tình huống mà trong đó sự đối nghịch Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thành hình. Nhân loại đã trở thành một thế lực hoàn toàn đối địch với Đức Chúa Trời, và Satan sẽ vui mừng. Đây là mục đích mà Satan đang cố đạt được. Khi làm tất cả những điều này, mục đích của Satan là gì? Hãy tóm gọn lại trong một câu. Thưa, Satan tiêm nhiễm vào con người đủ loại tà thuyết và ngụy biện. Và khi những tư tưởng, quan điểm tà thuyết và ngụy biện sai lầm này thâm căn cố đế trong lòng người, thì sẽ tạo ra một tình huống mà sự đối nghịch Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thành hình. Và con người trở thành những kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Họ đã trở thành kiều địch của Đức Chúa Trời, và Satan đã đạt được mục đích của nó. Câu trả lời là vậy, chẳng phải đơn giản sao? Đây là mục đích và hậu quả mà Satan muốn đạt được khi làm bại hoại nhân loại. Nói ta nghe, Đức Chúa Trời có biết về những việc này mà Satan làm để làm bại hoại nhân loại không? Thưa có. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép Satan làm? Hãy vận dụng những gì các ngươi hiểu về lẽ thật để giải thích. Chẳng phải có một câu nói về chuyện này sao? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được vận dụng dựa trên quỷ kế của Satan. Đây không phải là một ví dụ về sự ứng nghiệm của câu nói này sao? Ngoài ra, chẳng phải câu Satan là vật làm nền và vật phục vụ trong công tác của Đức Chúa Trời cũng thích hợp để áp dụng ở đây sao? Cả hai câu nói này đều liên quan và có thể được dùng để giải thích câu hỏi trên. Không đúng sao? Sự thật là vậy. Nếu có người đặt ra câu hỏi này, các người sẽ giải thích cho họ như thế nào? Nếu các người chỉ nói chung chung rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được vận dụng dựa trên quỷ kế của Satan, thì họ sẽ bối rối, không hiểu. Các người có biết cách giải thích chi tiết hơn không? Giải thích dễ mà, phải không? Đức Chúa Trời cho phép Satan làm những việc này khiến nhân loại bại hoại, không phải vì Đức Chúa Trời không có khả năng ngăn chặn hay giải quyết chúng, mà vì một lý do. Lý do đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được vận dụng dựa trên quỷ kế của Satan, như ta vừa nói. Đây không chỉ là một câu nói hay lý luận, mà là một sự thật không thể chối cãi. Có thể được chứng thực bởi sự thật rằng Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi con người sau khi Satan đã làm họ bại hoại. Khi làm tâm tính con người bại hoại và tiêm nhiễm vào con người đủ loại tà thuyết và ngụy biện để kiểm soát và giam hãm tư tưởng họ, mục đích của Satan là gì? Có phải mục đích cuối cùng là trấn áp công tác của Đức Chúa Trời và khiến cho kế hoạch quản lý của Ngài tan thành mây khói không? Đây có phải là quỷ kế của Satan không? Đây là quỷ kế của Satan. Đức Chúa Trời nghĩ gì khi Satan đang giở những quỷ kế như vậy?
Đức Chúa Trời làm gì? Tâm tư ý niệm của Ngài như thế nào? Sự khôn ngoan của Ngài được thể hiện như thế nào trong toàn bộ chuyện này? Đức Chúa Trời đang lợi dụng quỷ kế của Satan. Satan có một quỷ kế. Nó nói: ta xúi dục và làm con người bại hoại cho đến khi chúng giống như ta. Chúng trở thành những tiểu Satan, cùng chung tư tưởng, quan điểm với ta, nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo lập trường Satan của ta và đối nghịch với Đức Chúa Trời. Ta muốn biến hết thảy mọi con người do Đức Chúa Trời tạo dựng trở thành của ta, Satan này, để công tác của Đức Chúa Trời nơi con người trở nên vô dụng, vô ích. Chắc chắn như thế sẽ khiến kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời tan thành mây khói. Đây có phải là quỷ kế của Satan không? Thế Đức Chúa Trời nghĩ gì? Và Ngài làm gì? Đức Chúa Trời phán: Satan, người đã truyền bá những tà thuyết và ngụy biện để làm nhiễu loạn và mê hoặc con người, làm nhiều việc để làm nhiễu loạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời. Điều này chẳng qua chỉ tiêm nhiễm một số tà thuyết và ngụy biện vào con người để họ sống theo chúng và đối nghịch với Đức Chúa Trời. Vậy thì ta sẽ dựa trên sự bại hoại của nhân loại mà phán lời và công tác, vạch trần những tà thuyết và ngụy biện người sử dụng để làm bại hoại nhân loại, phán xét đủ loại tâm tính bại hoại của con người và cho phép con người phân định được những tư tưởng và câu nói khác nhau mà người đã tiêm nhiễm vào họ. Như thế, con người không chỉ hiểu lẽ thật và biết Đức Chúa Trời, mà còn có thể phân định đủ loại câu nói, tư tưởng và quan điểm của Satan, cũng như nhìn thấu được tâm tính, thực chất và nhiều việc ác của Satan. Dùng sự hiểu biết về lẽ thật làm nền tảng, con người sẽ có thể phân định và đoạn tuyệt Satan một cách chính xác hơn và mạnh mẽ hơn. Về mặt tiêu cực, con người sẽ không còn bị Satan mê hoặc, bắt giữ và nuốt chửng thêm lần nữa. Về mặt tích cực, họ sẽ càng có thêm khả năng tin tưởng và xác nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và thân phận của Ngài, cũng như sự thật rằng Ngài tể trị vạn vật, tể trị hết thảy. Sau khi đạt được hai điều này, con người sẽ nảy sinh lòng kính sợ Đức Chúa Trời và thực sự vâng phục Đức Chúa Trời. Như thế, lòng người đã được Đức Chúa Trời đạt được, hay nói cụ thể hơn, con người đã được Đức Chúa Trời đạt được. Khi con người đạt đến giai đoạn này, họ sẽ không còn bị Satan mê hoặc và lợi dụng nữa. Thay vào đó, họ sẽ có thể phân định Satan một cách sâu sắc, nhìn thấu nó và đoạn tuyệt với nó trong thâm tâm. Họ sẽ thừa nhận rằng mình là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, sẵn sàng chấp nhận quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đấng Tạo Hóa, từ đó hoàn toàn trở về với Đức Chúa Trời. Đây là sự an bài và kế hoạch cụ thể của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, cũng có thể nói rằng đây là suy nghĩ và ý niệm của Đức Chúa Trời trong thâm tâm Ngài. Đây là cách Đức Chúa Trời suy nghĩ, cách các ý niệm của Ngài vận hành và cách Ngài đã sắp đặt. Trong khi Satan mê hoặc và làm bại hoại con người, thì Đức Chúa Trời đã từng bước an bài vạn vật và mọi sự, từng bước triển khai kế hoạch và sự quản lý của Ngài một cách có tổ chức, liên tục cho đến ngày nay. Nhân loại đã bị làm bại hoại hoàn toàn và bị Satan chiếm đoạt hoàn toàn. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi là khi nhân loại này
những người đã thấm đẫm và chứa đầy đủ loại chất độc của Satan được Đức Chúa Trời kêu gọi và nghe thấy tiếng Ngài, thì họ vẫn có thể đến trước Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự kêu gọi của Ngài và sẵn sàng tiếp nhận sự phán xét cùng hình phạt của Ngài. Ngay cả khi Đức Chúa Trời lên án và rủa sả một nhân loại như vậy là cùng chủng loại với Satan và là cừu địch của Ngài, thì họ cũng sẽ không bao giờ lìa bỏ Ngài. Mặc dù tư tưởng và quan điểm của con người chứa đầy những thứ đã bị Satan tiềm nhiễm, khiến họ nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo cách vẫn còn bị ảnh hưởng và kiểm soát sâu sắc bởi những tư tưởng, quan điểm của Satan. Nhưng lòng họ đang hướng về Đức Chúa Trời, Ngài càng chân thành và khẩn thiết hơn. Đây chẳng phải là một sự thật không thể chối cãi sao? Hơn nữa, trong tương lai gần, sau khi Đức Chúa Trời vạch trần tất cả những việc ác của Satan, nhân loại đã bị Satan làm bại hoại sâu sắc này sẽ có thể hoàn toàn đoạn tuyệt Satan, nói không với nó và quay lòng lại với Đức Chúa Trời. Hết thảy họ sẽ sẵn lòng kiên định đi theo Đức Chúa Trời dưới quyền tối thượng, sự sắp đặt và an bài của Ngài. Đây chẳng phải là hướng đại công cáo thành của Đức Chúa Trời sao? Đặc biệt là sau khi thông công về mưu cầu lẽ thật là gì, nhiều người sẽ có quyết tâm nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo lời Đức Chúa Trời, lấy lẽ thật làm tiêu chí. Bất kể quyết tâm của con người mạnh hay yếu, hoặc liệu họ đã bước vào thực tế này hay chưa, dù thế nào đi chăng nữa, thì việc một nhân loại đã bị Satan làm bại hoại sâu sắc như vậy, có thể có mong muốn và quyết tâm từ bỏ nó, đồng thời nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo lời Đức Chúa Trời, lấy lẽ thật làm tiêu chí, thay vì dựa trên muôn vàn tư tưởng và quan điểm bị Satan tiềm nhiễm, thì tự nó đã là một dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời đã chiến thắng. Vậy là Satan đã bị bẻ mặt rồi, phải không? Do đó, câu nói rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được vận dụng dựa trên quỷ kế của Satan không chỉ là lời nói suông mà là một sự thật thực tế, khách quan và không thể chối cãi. Tất cả những việc ác Satan đang làm đã lên đến mức mê hoặc và kiểm soát nhân loại. Nó tin rằng nó đã làm nhiễu loạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời không thể tiếp tục kế hoạch quản lý của Ngài được. Vậy là Satan nghĩ rằng nó đã thắng. Tuy nhiên, dù Satan có liều lĩnh đến đâu, cũng không thể làm chậm tiến độ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại hoặc cản trở đại công cáo thành của kế hoạch quản lý và sự chiến thắng Satan của Đức Chúa Trời. Hiện tại, công tác của Đức Chúa Trời đã lan rộng khắp vũ trụ và lời Đức Chúa Trời đã lan truyền đến hàng triệu gia đình. Đây là bằng chứng cho thấy đại công cáo thành của Đức Chúa Trời. Nếu có người hỏi lại các ngươi rằng tại sao Satan lại mê hoặc, kiểm soát và giam hãm tư tưởng con người? Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép Satan làm như vậy? Thì liệu các ngươi có thể trả lời được những câu hỏi này không? Ngay cả khi các ngươi không thể giải thích cho toàn diện, thì ít nhất cũng có thể chia sẻ một số nhận thức của mình. Tại sao Satan lại làm hết thảy những điều này? Ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời cho phép nó làm hết thảy những điều này là gì? Các ngươi nên suy nghĩ
về những điều này và nên có một câu trả lời chính xác trong lòng mình. Đức Chúa Trời đã công tác để cứu rỗi nhân loại trong 6.000 năm. Một số người không hiểu chuyện này và nói: Đức Chúa Trời đã công tác 6.000 năm rồi sao? Chẳng phải là quá dài sao? Bất kể công tác của Đức Chúa Trời kéo dài bao lâu, những hành động của Ngài đều mang ý nghĩa lớn lao nhất. Không chỉ thời gian thực hiện công tác của Ngài có ý nghĩa, mà kết quả cuối cùng công tác của Ngài đạt được còn ý nghĩa hơn nữa. Nếu không phải vì Đức Chúa Trời đã công tác trong 6.000 năm để quản lý và cứu rỗi nhân loại, thì sự u mê và trì độn sẽ ngăn con người biết Đức Chúa Trời hoặc được Ngài cứu rỗi hoàn toàn. Nếu như con người chỉ trải qua sự mê hoặc và nhiễu loạn do những kẻ địch lại Đấng Christ gây ra một, hai lần, liệu họ có thể phân định được những kẻ địch lại Đấng Christ và nhận ra thực chất bản tính của chúng không? 3 hay 5 lần có đủ không? E là không. Con người phải trải qua điều đó nhiều lần cho đến khi họ nhìn thấu được thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ khi đó họ mới có thể thực sự phân định và hoàn toàn từ bỏ những kẻ địch lại Đấng Christ. Đặc biệt, nếu con người tiếp xúc với sự đàn áp điên cuồng và bách hại tàn khốc từ con rồng lớn sắc đỏ trong một thời gian quá ngắn, họ sẽ không trải nghiệm thấu đáo được và sẽ nhanh chóng quên đi. Kết quả là họ sẽ không thực sự căm hận và đoạn tuyệt với con rồng lớn sắc đỏ. Sự bách hại tàn khốc của Satan phải khắc sâu vào lòng người như một vết hằn, thì con người mới có thể căm hận nó từ sâu thẳm lòng mình và nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Nếu người ta chỉ bị bách hại trong thời gian ngắn, một hoặc hai lần, thì họ sẽ khó mà căm ghét và phản bội Satan được. Nếu có cơ hội, họ vẫn sẽ nói tốt về Satan và ca tụng công đức của nó. Người ta phải bị giao cho Satan nhiều lần để chịu đựng sự tra tấn và tàn hại của nó, thì mới có thể thấy rõ được sự tà ác, xấu xí, đê tiện, vô liêm sỉ của Satan và triệt để đoạn tuyệt nó. Những điều này tuyệt đối phải được trải nghiệm trong một thời gian dài. Cũng giống như luyện thép, không đủ nhiệt thì không thể luyện ra thép tốt. Trải qua ngàn lần búa, trăm lần luyện mới có thành quả tốt nhất được. Điều đó có nghĩa là mọi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đều cần một thời gian dài. Mọi giai đoạn đều đòi hỏi một thời gian dài. Nó phải được thực hiện theo cách này, nếu không sẽ không thể đạt được kết quả tốt. Sẽ có những mức độ thay đổi khác nhau trong sâu thẳm lòng người và trong tâm tính bại hoại của loài người do ảnh hưởng của hoàn cảnh chung trong mỗi thời đại, và mỗi thay đổi này đều liên quan đến công tác Đức Chúa Trời muốn thực hiện nơi con người trong từng giai đoạn. Sở dĩ Đức Chúa Trời đã nhập thể một lần nữa trong thời kỳ sau rốt để công tác trên quy mô lớn như vậy và phán nhiều như vậy là bởi vì trong giai đoạn cuối cùng này, tâm tính bại hoại, những tư tưởng, quan điểm của loài người cũng như hoàn cảnh chung và bối cảnh chung của xã hội đều phù hợp với bối cảnh của công tác Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong thời kỳ sau rốt. Các trào lưu xã hội, nếp sống xã hội, cơ cấu xã hội cũng như tình hình xã hội, tình hình chính trị hoặc
thậm chí quyền lực chính trị của các quốc gia Satan đều là những yếu tố của hoàn cảnh chung. Vào thời điểm những yếu tố này là bối cảnh, thì thâm tâm và tâm tính bại hoại của con người, tức là tình trạng bên trong của toàn thể nhân loại, chính xác là tình trạng mà Đức Chúa Trời cần cho công tác của Ngài. Đây là thời điểm thích hợp nhất để Đức Chúa Trời triển khai phán xét và hành phạt nhằm tỏ lộ sự oai nghi, công chính, thương xót và nhân từ của Ngài. Khi tất cả những yếu tố này chín mùi và hoàn toàn sẵn sàng, Đức Chúa Trời sẽ triển khai công tác của Ngài. Đây là công tác Đức Chúa Trời muốn triển khai dưới sự ảnh hưởng của bối cảnh chung. Về phương diện này, các ngươi hiểu đến đây là được. Một số người có tố chất tốt sẽ hiểu, số khác kinh nghiệm còn non nớt, có thể không hiểu lắm. Đặc biệt, những người không thể hiểu được tình hình chính trị và thực chất của các trào lưu trong xã hội, và những người chưa đủ trưởng thành trong suy nghĩ, thì chỉ hài lòng với những trải nghiệm thuộc linh nhỏ nhỏ và chứng ngôn nhỏ nhỏ, và có thể không hiểu nhiều về bối cảnh chính trị và xã hội rộng hơn liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời. Không quan trọng các người có thể hiểu những điều này đến đâu, khi các người dần dần trải nghiệm chúng nhiều hơn thì chúng sẽ trở nên rõ ràng, bởi vì chúng liên quan đến kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời. Đó là một đại khải tượng. Chúng ta sẽ không thông công thêm về chủ đề này, bởi vì nếu chia sẻ sâu thêm thì các ngươi sẽ không thể hiểu được.